Suốt gần 40 năm qua, có một mùi thơm quen thuộc đã quyện dần nhịp thở của góc phố này. Sáng nào người ta cũng thấy đôi tay bà Hương thoăn thoắt. Có gì đâu, chỉ là dưa leo, xà lách, bún, giá xào và một nhúm bì tươi còn thơm mùi thính gạo. Thêm một sâu thịt nướng nghi ngút khói, vậy là khách lạ, khách quen có một bữa sáng ngon lành. Thì đó nghèo thì sanh ra đi buôn bán vậy thôi. Đầu tiên thì bán cánh, rồi mấy đứa con thì đi theo. Chỗ nào mà kêu thì nó bưng. Thì rồi bán thì nuôi mấy đứa con. Mình phải lúc nào mình cũng phải cố gắng mình làm sao mà cho nó ngon để người ta mới lợi, không ngon nên người ta đâu lợi nữa. Bà dặn các con, tô bún muốn ngon, dưa leo phải giòn, rau phải tươi, phải sạch. Nước mắm đun mới mỗi ngày, không trữ qua đêm. Bì thính cũng vậy, trộn vừa giúp tay bán ngay trong tích tắc. Thịt heo thấm vị, khách gọi đến đâu, nướng đến đó. Đặc biệt, bà vẫn giữ cách nướng thịt kim tiền, cuộn bên trong lớp mỡ mỏng, vừa khéo, vừa béo, lại vừa mềm. Người lớn khoái khẩu, mà con nít thì cũng mê. Anh thấy nó nóng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em thấy cái phần thịt ướp rất là thơm. Nhân viên phục vụ đây cũng tận tình, cũng thúc sẵn, thấu tiền là cũng biết cảm ơn người này nọ. Bà chủ gọi đó là quy luật kiếm tiền. Vì bao đời nay, chuyện bán mua không thể đi ngược quy tắc vàng, coi khách hàng là thượng đế. Tại mình muốn kiếm tiền mình phải gán, mình chịu người ta. Nhiều người gặp khó khăn này kia nọ mình cũng phải gán nhịn. Cứ vậy, bà Hương cùng ba người con gắn bó với món bún thịt nướng kim tiền từ thời tô bún chỉ có 50 xu. Đến nay, dù kinh doanh giữa một thành phố lớn, nhưng giá bán vẫn dễ thương ở mức 18.000 đồng. Dân nhà làm không à? Con không à? Không có người ngoài. Nếu người ngoài thì mình mướn là mình đâu có bán rẻ được. Một ngày thì mình bán bao nhiêu bún ạ? Tùy bữa, nhiều bữa nay mới bán được 20. Tại thấy có mấy cô lợi, hình ra người ta lợi mua nhiều, chứ mà bữa bán một mấy ký à. Vậy là nhờ chương trình góp tiêu tiền của Tiêu Dùng 24 giờ bà ha. Ai nói một món ăn bình dân không thể gọi là đặc sản, hay một gánh hàng rong không thể giúp người nghèo dựng đầy cơ nghiệp. Điều quan trọng là tìm ra bí quyết tính lợi nhuận dựa trên sự cân đối giữa chất lượng và số lượng, giữa chữ tiền và chữ tình trong mối quan hệ của người bán với người mua.